Xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đầu Câu Trần Tiến nha. Thì hôm nay em giới thiệu tất cả cô chú anh chị một số cây cần tây, một số cây cần tây cần đơn nha, và hai cây cần gút, và mấy cây cần lua. Thì ở đây nó có cây cần lua hệ nè, cây này là khoan xích luôn, cây H7. Thì giá em bán ở đây là chưa bao gồm phí vận chuyển nha, phí vận chuyển của lô cần là tầm khoảng 40-50 ngàn một đơn, tùy vào khu vực giao hàng của tất cả cô chú anh chị nha. Có khi cô chú anh chị ở xa thì trong cái tỉnh á, tính xa thì nó có thể lên tới 55 ngàn. Thì cô chú anh chị có khi thêm mấy ngàn thì cứ cô chú anh chị tính cho em vô bưu điện luôn nha, chứ có mấy ngàn mấy anh cô chú anh chị gọi hỏi em rồi hỗ trợ thì nọ cũng nhức đầu. Nói chung là mấy ngàn anh em cứ thông thả nha. Rồi em biết thì tất cả cô chú anh chị cây cần đầu tiên, cây cần đầu tiên này là một cây cần tay, cần tay. Cây này là một cây hãng của nó là hãng gì đây, hãng này carbon roja nha, cái thưa cái này logo của nó nè, dài của nó là 2m1, dài 1m, thu gọn của nó là 78 nha, thu gọn của cần là 78, lông rất là nhỏ, phe dành cho anh em câu cái díp cá rô ngon. Nói chung là cây này độ cứng tương đương là 3H á, chất liệu cần là carbon nha. Cây này ngoại hình khá là đẹp, ngọn thẳng tân luôn, độ cứng tương đương 3H. Rồi, cây này thông số của nó là 806 nha, nặng 50g, ngọn 0.7 ly, gốc của nó 7.8. 806 giá 370 ngàn, 806 để cho cô chú anh chị giá 370 ngàn nha. Cái 807 này cây cần gút mini, thu gọn của cần là 54 nha, thu gọn của cần 54. Cây này cây cần tay Ecus carbon, super carbon nha, dài 4m rưỡi, chất liệu cần là carbon, độ cứng cây này tương đương là 2-3H nha, độ cứng tương đương 2-3H, ngọn khá là dịu á. Cái ngọn hai là ngọn riêng của nó nha, đó anh em thấy cái ngọn màu trắng trắng bạc nè, nhưng mà cái đầu nó không có cái lóng này, thì nó là ngọn riêng của cần luôn, để nó phù hợp với lại cái lóng ba nè, ở trên đen dưới trắng, thì cái ngọn hai ngọn trắng, còn ngọn một là ngọn đen nha. Nguyên bản của cần là như vậy luôn á, anh em thấy không, nhìn nó đẹp hơn, ngoại hình cái này nói chung rất là đẹp nhá. Còn khá là ngon luôn, độ cứng tương đương 2-3H. Cây này dài 4m rưỡi, cây này mã số của nó 807, nặng 150g, ngọn 0.7 ly, gốc của nó là 19 nha. 807 giá 500 ngàn, 807 để cô chú chị giá 500 ngàn nha. Cây 808, 808 này là cây cần tay hãng SSM, cây này hai bu rơ là dài 5m3 nha, dài 5m3, chất liệu cần là carbon, thu gọn của cần 50 nha, thu gọn có cần 50, có nắp luôn, độ cứng tương đương 2-3H nha, độ cứng tương đương 2-3H. Nói chung cây này nói chung còn khá là đẹp. Chất liệu cần là carbon. Đây nó hơi bị thấy nổ cái lớp sơ phủ bóng, anh em thấy nó sần sần không, cái có bị cái này nha, cái lớp sủ bóng này hơi bị sần sần rồi hết. Nói chung cây này còn tương đối là rất là đẹp nha. Cây này mã số 808, nặng 160g, ngọn 0.7 ly, gốc 22.6 nha. 808 giá 500 ngàn. Rồi tới 809 này, cây cần gút mini,
Cái này hãng Olympic nha, dài 3,9 m. Dài 3,9 m. Có cái có quấn cẩm đây rất là đẹp. Tìm cái này hàng nội địa của Nhật. Thu gọn của cần. Thu gọn của cần 50 nha. Thu gọn của cần 50. Độ cứng cái này tương đương 2-3 h, ngọn rất là dịu, rất mỏng, rất mỏng nha. Loại hình thì nói chung rất là đẹp. Rất là đẹp nha. Cây này mã số 809, nặng 100 g, ngọn 0,7 ly, gốc của nó là 13. 809 này giá của nó 470 ngàn. 809 này giá 470 ngàn nha. Cái 810 là một cây cần tây lóng ngắn luôn. Cây này dài 3,6 m. Cây này tiếng Nhật không à, không biết nó hãng gì luôn. Tem Nhật đây luôn. Nói chung cây này còn khá là đẹp. Rồi cho anh em xem từng lóng. Ngọn ngọn nguyên nha. Độ cứng tương đương 2-3 h thôi, ngọn rất là dịu. Ngọn dịu nha. Ngoại hình của cần nói chung là còn khá là đẹp. Cái này mã số nó 810, nặng là 95 g, ngọn 0,8 ly, gốc 16,2 nha. 810 này giá 450 ngàn. Mã số 810 nha. Giá 450 ngàn. Tới mã 811. 811 này con một cây cần carbon rock, carbon rock nha, dài 5,4 m, hàng nội địa của Nhật. Tiếng Nhật không nha, có tem Nhật luôn nè. Chất lượng cần là carbon, ngoại hình nói chung cái này còn rất là đẹp. Đầu cứng tương đương 2-3 h nha, ngọn khá là dịu á, 2-3 h thôi. Con này ngoại hình còn khá là đẹp. Rồi cây này mã số của nó là 81. Nặng 200 g, ngọn 0,8 ly, gốc 22 nha. 81 giá 550 ngàn. 81 để cho cô chú anh chị giá 550 ngàn nha. Cái 812 này là một cây cần Kento, dài 6,3 m nha. Giá mới trong hộp của nó 16.500 yên, tính ra là hơn 3 triệu á. Ngọn 0,7 ly nè. Nặng 150 g, thu gọn 55 cm nè. Ở góc là 22,6, nó có để trên đây hết nè. Đó, một cây cây cần sen Kento nha, dài 6,3 m, chất liệu cần carbon. Ngoại hình nói chung rất là đẹp. Đầu cứng cây này tương đương tầm khoảng 2-3 h thôi. Nói chung là êm nha. 2-3 h thì anh em đánh cảm giác ngon. Nói chung cây này còn rất là đẹp. Thank you.
Cây này mã số 812, nặng là 600 ơi nặng 200 g, ngọn 0,7 ly, gốc 22 nha. 812 để cho cô chú anh chị giá 600 ngàn. 812 để cho cô chú anh chị giá 600 ngàn. Rồi đến 813. 813 nha. 813 này cây cần Daiwa. Daiwa Tournament nha, dài 5m3, cây này hàng đời cao nha cô chú anh chị. Đó, cây này Whisker Linh. Cây này hàng đời mới. Giá cây này rất là cao nha. Rất là đẹp luôn. Độ cứng cây này tương đương 2-3H thôi, ngọn khá là dịu. Ngọn khá là dịu nha. Ngoại hình thì rất là đẹp. Cây này ngoại hình đẹp lắm nha. Ngoại hình rất là đẹp. Rồi, cây này mã số nó 813, nặng 120 g, ngọn là 0,6 ly, gốc 19 nha. 813 giá 1,1 triệu. 813 để cho cô chú anh chị giá 1,1 triệu nha. Cây này ngoại hình rất là đẹp. Cây dành cho anh em con suối nha. Cây dành cho anh em con suối ngon. Độ cứng tương đương 2 đến 3H thôi. Rồi, cái cây tiếp theo là cây cần tay gấp khúc nha. Một cây cần tay gấp khúc. Có túi. Cây nào cây cần Olympic. Chất liệu cần carbon fiber rod nè, dài của nó 3m3 nha. Cây này 11 là 3m3 nè. Chất liệu cần là carbon nha. Chất liệu cần carbon. Độ cứng cây này tương đương 2-3H thôi. Độ cứng tương đương 2-3H thôi. Nói chung là cũng còn khá là ok á. Ngoại hình thì đẹp nha. Ngọn dịu. Cây đánh cảm giác nha. Ngoại hình rất là đẹp. Chất liệu cần carbon. Rồi cây này mã số nó là 814 nha. Nặng 100 g, ngọn là 0,8 ly, gốc 11,4. 814 này để cho cô chú anh chị giá 500 ngàn nha. 814 giá 500. Rồi, cây 815. 815 này cũng là một cây cần tay gấp khúc luôn. Có túi nha. Một cây cần tay gấp khúc. Cây này là một cái hãng, nó hãng Nissin nha. Em nhìn cái form của cần là biết Nissin liền. Còn anh em nào mà chưa gành về cái cần này chưa biết hãng đâu. Tại cái chữ của Nissin nó nhìn nó dễ phân biệt lắm. Dễ phân biệt hơn mấy cái chữ của Daiwa. Daiwa thì có cái cán là sẽ biết được hãng Daiwa. Shimano thì có cái ngọn nha. Cái ngọn của cần Shimano đó là màu trắng sữa. Đó. Cây này hãng của Nissin nha. Đích gỗ. Cái đích mà bằng nhựa thì của Shimano. Còn đít gõ của Nissin. Ngoại hình thì nói chung là có chạy ở đây nè. Anh em xem gõ không ta? Đó, có chạy nha. Nói chung là có chạy. Độ cứng tương đương là 2-3H thôi. Độ cứng tương đương 2-3H. Ngọn khá là dịu á. Mấy cái này dành cho anh em câu cá dìa, cá cháp ngon. Cá hành cũng rất là ok nha. Ngoại hình cần nói chung có chạy. Ngoại hình cần có chạy nha. Nói chung là cần thì nguyên bản, chày thì nó sẽ có rồi, giá sẽ mềm. Đầu ngọn của nó nè, đầu ngọn của nó hơi xấu, anh em có thể về thay alo chống sắn luôn nha. Đó, đầu ngọn này hơi xấu nè. Anh em có thể về tháo cái dây này ra, anh em gắn đầu vuông chống sắn vô. Giá mềm nha. Cây này dài của nó là 12-36. Dài 36 nha. Nặng lộn, cây này mã là 815, nặng 75 g, ngọn 1 ly 2, gốc của nó là 10 nha. 815 giá 550 ngàn. Đó, 815 để cho cô chú anh chị giá 550 ngàn.
550k nhé. Rồi, cái bao bị gắt. Rồi. Là tới 816 nè, cây một cây cần lóng dài câu đơn. Một cây cần lóng dài nha, cây này là dài 4,5 m. Hãng SSM nha, thương hiệu của Korea. Tem Nhật tiêu thụ tại đây luôn. Ngoại hình nói chung còn khá là đẹp. Đầu lọn còn nguyên zin. Đầu cứng cái này tương đương là 3H nha. Ở đây thì nó có một cái lõm chỏm lên nè. Là cái này là cái chỗ sơn đó, nó sơn cái đầu ngọn này nè. Ra ngoài nó bị đụng á, giống như dạng nó đùng á. Nước sơn nó chảy xuống nó đùng thành một cái cục nhỏ đây nè, nó khuyết lên nè. Đó là nước sơn đó nha cô chú chị. Chất liệu cần là carbon. Ngoại hình cái này nói chung là còn tương đối là đẹp, tương đối là đẹp đó nha, có chày. Có chày nhưng mà không đáng kể đâu, dăm dăm nhỏ nhỏ thôi. Chất liệu ok. Và cây này mã số của nó là 816, nặng 190g, ngọn 1,5 l, gốc của nó 18 nha. 816 để cho cô chú anh chị giá 600.000. 816 để cho cô chú anh chị giá 600.000 nha. Thu gọn của cần, hồi nãy giờ mấy cái kia quên đo thu gọn cho anh em. Thu gọn cây này là 1m05 nha. Thu gọn cây này 1m05. Nói chung là mấy cây cần gấp khúc là 1m05 thôi, mét đến mét mốt thôi. Còn mấy cây đút nóng mini tầm khoảng 50-60 giờ thiếu có nhiều. Cây này một cây cần tay, hãng của nó là hãng Besta Fitin. Sinh đây dài 6m3, made in Korea nha, 7 lóng, dài 6m3. Cây này quy hình rất là đẹp. Thu gọn của cần là 1m03 nha. Thu gọn của cần 1m03. Cây này ngoại hình rất là đẹp, có cái nắp luôn nha. Ngoại hình thì đẹp nha. Cây độ cứng nó tương đương vào tầm khoảng 4H. Cây độ cứng tương đương 4H nha. Ngọn khá là to. Ngoại hình đẹp. Cây đẹp lắm nha, đẹp keng luôn á. Cây này mã số của nó là 817, nặng 375g, ngọn 1,5 l, gốc của nó 22,6 nha. Đó, 817 giá 800.000. 817 để cô chú anh chị giá 800.000 nha. Đó, 817 để cho cô chú anh chị giá 800.000. Cây rất là đẹp nha. 818. 818 này là một cây cần Nissin carbon rod nè. Cây này một cây cần tay lóng dài. Thu gọn của nó là 1m05 nha. Thu gọn cần 1m05. Chất liệu cần là carbon rất là đẹp. Cây này là một cây cần Nissin. Nissin Himozurat gì nè. Dài cái này là 4,5 m nha, cái này 15 nè, ở hai cái số này số 15 nè. Dài 4,5 m nha. Chất liệu cần là carbon rất đẹp. Cho anh em xem từng lóng luôn. Cây độ cứng tương đương 2-3H thôi, ngọn khá là dịu. Ngọn khá là dịu nha. Ngoại hình đẹp. Cây này đẹp là miễn chơi luôn á. Cây độ cứng tương đương 2-3H nha. Mã số này 818, nặng 130g, ngọn 0,7 l, gốc 14,7 nha. 818 để cho cô chú anh chị giá 850.000. 818 để cho cô chú anh chị giá 850.000 nha. Cây này rất là đẹp, hàng Nissin là hàng nội địa của Nhật nha cô chú anh chị.
T819 là một cây cần tây gấp khúc. Cây cần tây gấp khúc. Cây này một lóng ngắn, một lóng dài nha, không phải lóng ngắn dài đâu, mà tại cái cây này nè, thường bên đó là cái cùm cán này có thể tháo ra được. Có thể tháo ra được, nó có hai cùm cán. Mà bên Nhật tụi nó bỏ một cùm cán lóng nhỏ, lấy lóng dài luôn, lấy một cái cây lóng dài tuyệt đối. Là nó gắn cái gốc này vô nó đóng chết keo luôn. Nếu không cây này có thể rút được ra nè, rút cái lóng này ra được, rút cái cùm tay cầm này ra được. Mà bên Nhật có đóng chết luôn rồi. Em không biết cách nào mà lấy ra được của nó. Cây này một cây hãng SZM, dài nó 3m6 nha. Chất liệu cần là carbon, nguyên bản của cần luôn á. Giá mềm được cô chú anh chị chơi luôn. Chất liệu cần là carbon nha. Độ cứng tương đương 2-3H. Độ cứng tương đương 2-3H, ngọn rất khá là ok á. Ngọn tương đương cứng 2-3H nha. Ngoại hình nói chung còn khá đẹp. Khá đẹp. Cái alo ở đây thì nó bị mất rồi, không phải gãy nha, bị mất rồi. Bị này chắc bị gãy chút xíu rồi. Đúng rồi, nó bị gãy chút xíu ở đây. Mất luôn cái đầu ngọn rồi, anh em có thể về gắn về lấy mua đầu bu chống sóng 360 độ gắn vô nha. Ngoại hình thì rất là đẹp. Rồi cái này mã số 819. 819 này 75g. Ngọn 1 ly 1 góc là 38,3 nha. 819 này để cho cô chú anh chị giá 550.000. 819 để cho cô chú anh chị giá 550.000. Cái 820. 820 thì cũng là một cây cần rút carbon cắm gốc, cần tay cắm gốc coi nha. Gấp khúc á. Cần tay gấp khúc. Cây này một cây hãng Nissin, dài 4m2 nha. Dài 4m2, chất liệu cần là carbon. Ngoại hình cây này nói chung là có chày nè. Anh em thấy không? Có chày nha. Chày. Nói chung cây chày cái gốc cũng khá là nhiều quá. Alo ở đây thì nó bị hư rồi. Alo câu kéo bình thường nhưng mà bị hư rồi nha cô chú anh chị. Nó không còn xoay 360 độ nữa, anh em có thể về thay đầu khác vô nha. Thay cái đầu khác vô. Cái này nói chung là ngoại hình cái này rất là đẹp nha. Đó, ngoại hình cái này rất là đẹp. Cái góc này nó cắm ra cắm vô thì nó lâu ngày nó sẽ mòn chày thôi, chứ cắm vô mất tiêu cho đó không ảnh hưởng gì đâu nha. Đây dính giờ. Đây dính giờ. Dài 4m2. Độ cứng tương đương 2-3H thôi. Độ cứng tương đương 2-3H nha. Rồi cây này mã số của nó 820, nặng là 85g, ngọn 1 ly 2 góc của nó là 10,7 nha. 820 giá 550.000. 820 để cho cô chú anh chị giá 550.000. Rồi tới 821 này là một cây cần ở trong cái vỏ luôn. Cây nào cây cần Shimano, cần này cần tay gấp khúc nha. Dài 6m3, 7 lóng gấp khúc á. Thu gọn của nó 1m8, nặng 210g. Cây này giá trên hộp là 52.300 yên, tính ra tiền Việt là hơn 10 triệu. Đó, cây này tính ra tiền Việt là hơn 10 triệu. Anh em xem. Cây này ngoại hình rất là đẹp. Một cây cần tây Shimano, bao rất là đẹp nha. Từng tay gấp khúc. Từng lóng là có chữ hết. Dài cái này là 6m3. Dài 6m3 nha. Ngoại hình thì rất là đẹp, cây đẹp lắm nha, đẹp keng sờ beng luôn á. Cái lóng rất là xịn luôn, cái nắp nè. Cây cần xịn, cái nắp mới xịn luôn á. Nên thấy không? Nắp nó có cái ron khang, ron chống nước nè, không cho nước vô lòng ống nè. Thấy chưa? Đẹp chưa? Lóng rất là nhiều. Độ cứng cây này tương đương là 2H3H nha. Từ 2 đến 3H. Chất liệu cần là carbon.
Rồi cây này đẹp can nha. Cây này là anh em khỏi chơi luôn á. Đẹp. Cây đẹp lắm nha. Đẹp can sa ban. Rồi, cây thông số của nó luôn. Mã số 821. Nặng 230 g, ngọn 0,7 ly, gốc 14,6 nha. 821 để cho cô chú anh chị giá 1 triệu. Đó, 821 để cho cô chú anh chị giá 1 triệu nha. Để cho cô chú anh chị giá 1 triệu. Ngoại hình rất là đẹp, cây đẹp khoảng 95% á. Rồi, đó, em bỏ vô bao đều hoàn hết rồi. Tới 822 là cây cần Nissin nha. Hãng Nissin Carbon Rock nè, dài nó 8m1. Dài 8m1 nha. Ngoại hình cây này rất là đẹp, cây chất liệu cần carbon nha. Có nắp. Nắp này nắp trên gỗ dưới là cao su. Thu gọn với cần này hơi bị dài à. Cây này thu gọn của nó là 1m26 nha. Cây 1m26. Độ cứng cây này tương đương là tầm khoảng 4H nha. Chất lượng cần là carbon đó, độ cứng tương đương 4H. Ngoại hình rất là đẹp. Ở ngoài hình này rất là đẹp nha. Màu cứng tương đương 4H, dài 8m1. Cái này dài 8m1 nha cô chú anh chị. Đó, cần tay. Nói chung cái này cũng rất là nặng. Cái này mã số 822, nặng 440 g, ngọn 1,5 ly, gốc của nó là 24,2 nha. 822 để cho cô chú anh chị giá 1,4 triệu. 822 để cho cô chú anh chị giá 1,4 triệu nha. Ngoại hình rất là đẹp. Cái 823 thì cần gút mini. Thu gọn của nó là 46 nha. 46 cm. Khoan nó khoan Fuji đó thấm xanh. Cây này là một cây cần Ecolux carbon, dài 2m1 nha. Cây dài 2m1. Bass nó bass Fuji. Ngoại hình rất là đẹp. Cây câu lua ngon nha. Cây câu lua ngon. Cây nói chung còn đẹp lắm, sáng chân à. Mã số cây này 823 nha, nặng 110 g, ngọn 1,5 ly, gốc 13,35. 823 giá 550 ngàn. Đó. 823 để cho cô chú anh chị giá 550 ngàn nha. 824. 824 này thu gọn của cần 66 nha. Thu gọn gần 66 cm. Khoan nó khoan vui xích luôn. Nguyên dàn khoan vui xích. Cây này cây cần đai hoa. Một cây cần đai hoa Silver Red X. Đó, dài 2m1 nha. Dài 2m1. Cây này made in Taiwan nè. Lua của nó là 7,5-21 g. Lực của nó 6-12 lb nha. Chất liệu bằng graphite. Dài 2m1. Bass rất là đẹp. Can gắn bần. Khoan của cần là khoan vui xích. Nguyên vàng khoan vui xích luôn. Chất liệu carbon nha. Ngoại hình rất là đẹp. Cây này mã số 824 nha.
nặng là 100g, ngọn 1 ly 6 gốc là 8,9. 824 để cho cô chú anh chị giá 950.000. 824 để cho cô chú anh chị giá 950.000 nha. Nguyên vàng khoan vui xích. Cái 825. 825 này quay cực hai khúc, hai ngọn. Hai khúc hai ngọn. Ngoại hình rất là đẹp. Khoan nó khoan Fuji đá sẫm xanh nha. Cây chất liệu cần là carbon, bát nó bát Fuji. Hãng của nó là hãng Olympic nha. Cây này hãng Olympic. Olympic để em coi tên. Olympic Sumsiki nè. Đầu cứng 80, dài 2m4. Ngoại hình rất là đẹp nha. Cây đẹp keng luôn á. Ngọn tháp. Từ đây trở lên ngọn tháp sẽ tinh nha, còn đây xuống carbon. Khoan bát là hoàn chỉnh, không hư nha. Không hư, không lỗi. Ngoại hình rất là đẹp. Cây này thông số của nó mã 825, nặng 350g, ngọn 3 ly, gốc 17 nha. 825 này giá 1,2 triệu. 825 giá 1,2 triệu nha, độ cứng 50, dài 2m4. Cây này như cái một cây độ cứng nó cao hơn á, cây độ cứng mềm hơn á. Một cây độ cứng cao, cây độ cứng mềm, nói chung là cây này độ cứng tương đương là tầm khoảng 50-80 nè. Cây độ cứng tương đương 80% nè. Thì tương đương vậy thôi. Rồi, 825 giá 1,2 triệu. Cái 826 này cây cần lua. Lua hay con mực nha. Cây này trên thông số để chuyên con mực. Cây này VE 0,8 xa trên 1,2 nè. Ari 2.5 đến 3.5 nè. Bát nó bát thẳng nha. Cây này một cây cần xa cơ dài 2m58. 2m58 nha. Khoan nó là khoan hãng, sản xuất không phải khoan Fuji. Chất lượng cần là carbon nha. Chất lượng cần là carbon. Cây này nguyên bản nha, chưa hư, chưa sửa chữa, chưa gãy luôn. Còn nguyên bản ngon lành luôn á. Chất lượng cần là carbon nha cô chú chị. Rồi, cây này nếu mà trên lua thì tỏi mò nó trọng lượng tỏi mò tối đa tầm khoảng 20g đến 25g nha. Tầm khoảng 25g quay đầu là ok nhất. Cây này mã số nó 826, nặng là 190g, ngọn 2 ly 4, gốc 11,5 nha, gốc 11,5. 826 để cho cô chú anh chị giá 450.000. 826 để cho cô chú anh chị giá 450.000 nha. Cái 827. 827 ok cần lua. Chất liệu cần là carbon nha, carbon. Khoan nó khoan hãng, sản xuất không phải khoan Fuji nha, đá sẫm nâu. Cây này một cây cần đai hoa. Đai hoa nha. Black đai hoa widow nè. Đó. Thông lực của nó là 2 đến 6 lb, mồi của nó tầm khoảng 2 đến 8 gram thôi, độ cứng L nha. Cây này form gì China, gì Taiwan, gì Korea gì ghi tùm lum trong đây nè. Anh em nào đọc nha. Chất liệu cần là carbon. Khoan nó là khoan hãng, sản xuất không phải khoan Fuji nha. Cây này cắm gốc lỡ nè, thì cái ngọn nó dài hơn cái gốc, gọi là cắm gốc lỡ nha. Cây này dài của nó là đâu? 56 là mét 68 nha. Cây này dài mét 68. Mã số này là 827, nặng 90g, ngọn 2 ly, gốc 8,9 nha. 827 giá 450.000. 827 để cho cô chú anh chị giá 450.000 nha. Ngọn diệu. Cây này anh em không chơi lua, câu cá cháp cũng ngon. Tới 828. 828 này cây cần lua mấy ngang. Khoan nó khoan Fuji đá sẫm nâu nha. Bát nó bát Fuji cán súng. Bát Fuji cán súng nè. Cây hãng SSM dài của nó 1m68. Lua cái này tương đương tầm khoảng 14g. Cây này bị lỗi nhẹ là bên Nhật không biết nó làm sao nó mài cái đầu cắm vô cái ngọn nè. Cái ngọn nè, em tháo cho cô chú anh chị xem. Đó. Anh em cô chú anh chị xem nè. Thấy nó mài không? Nó mài ốp vô một tí nè, nhưng mà gắn vô bình thường à.
gắn vô sâu lắm nha, gắn vô sâu một khúc vậy nè. Bình thường nha, chơi câu kéo ngon lành luôn á. Em báo là bị lỗi, nó cái đầu này nó bị mài nè, mài mòn vô nè, nó mài thành cái chữ V luôn á. Nói chung là câu kéo bình thường nha, không ảnh hưởng gì hết. Cây này em để rẻ cô chú anh chị thôi, chất liệu cần carbon, để rẻ cô chú anh chị dễ lấy nè. Mã số 828, nặng 110g, ngọn 21, gốc của nó là 8,3 nha. 828 để cho cô chú anh chị giá 370.000. Đó, 828 để cho cô chú anh chị giá 370.000. Giá rất là rẻ rồi nha. Giá này còn rẻ hơn bán lô nữa. Cái 829 nào cây cần lua máy đứng. Một cây cần lua máy đứng nha. Khoan nó khoan Fuji đá sẫm nâu. Cây này một cây hãng Itkin Spin. Ở dài 1m8, độ cứng ML, made in Korea nha. Lua của nó 2 đến 18g, lực của nó 4 đến 12 lb. Chất liệu cần là carbon. Chất liệu cần là carbon. Cây này ngoại hình rất là đẹp. Khá ok luôn. Lua tầm khoảng 18g quay đầu. Nguyên bản nha. Cần nguyên bản, chưa hư, chưa sửa chữa. Rồi cây này mã số của nó là 829. Nặng 110g, ngọn 1 ly 9, gốc là 8,2 nha. 829 giá 550.000. 829 thì giá 550.000 nha. Rồi tới 830. 830 này là một cây cần hãng Ryobi nè. Ryobi khoan xích nha. Giá mới của cần là 15-19,500 yên, thì tính ra là hơn 2 triệu tiền Việt á. Dài 2m7 nè, thu gọn một lóng là 1m43. Lô của nó là 7 đến 21g, 96% là carbon, độ cứng L nha, dài 2m7. Cây nói chung là đẹp, có túi nè, có túi nè, có sách hướng dẫn nè, có sách hướng dẫn nè, có túi nè, túi chưa xài luôn á. Để em lấy cái cần ra cho cô chú anh chị xem đó. Rồi cán này cán bần nha, chất liệu cần là carbon, bát của nó là bát Fuji tem vàng nha, cán bần rất là đẹp, khoan nó khoan Fuji xích luôn á, nguyên dạng khoan Fuji xích. Cây này nặng lua của nó 7 đến 28g nha, dài 2m27. Cây này dài 2m7, hãng Ryobi Entertainer gì nè, 2 nè, dài 2m7, độ cứng L. Nói chung cây này còn rất là đẹp nha, rất đẹp. Cây này mã số nó là 830 nha. 830 nặng 220g, ngọn 1 ly 7, gốc 11 nha. 830 để cho cô chú anh chị giá 1,5 triệu. 830 để cho cô chú anh chị giá 1.500.000 nha. Khoan vui xích, cô chú anh chị lấy cứ alo trực tiếp cho bên em nha. Đó, rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị các video kế tiếp. Rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị.